Chào tất cả anh em nha. Sau những ngày chờ đợi giờ mình còn 5 ngày nữa anh em ơi. Nay mình hướng dẫn cho anh em rút tiền cái thằng Covid này về Việt Nam đồng nha tất cả anh em. Sau những ngày chờ đợi giờ còn 5 ngày nữa anh em ơi. Mình hướng dẫn anh em rút tiền ha. Đầu tiên anh em click vào ba cái gạch này nè. Anh em bấm vào phần số dư của mình nha anh em. Cho khi rồi anh em bấm nút chuyển tiền anh em. Rồi anh em nhập cái đồng cái số CMB của anh em hiện tại đã có trong số dư phải không, anh em chuyển qua rồi anh em chuyển qua BTC cái là xong. Như vậy là chừng nữa anh em lấy cái đồng BTC để anh em lên sàn Bitano, hoặc là mình đang tìm cái sàn nào mà giao dịch uy tín và giá rẻ cho anh em. Anh em sao anh em này nữa mình hướng dẫn anh em rút tiền tỷ Mỹ về Việt Nam đồng tỷ Mỹ sao anh em. Giờ thì sự kiện nhận 2.000 tóc cần còn 5 ngày nữa là kết thúc nha anh em. Rồi đó, giờ nó cho mình rút tiền về Việt Nam đồng. Bây giờ hiện giờ anh em nào mà đang gặp cái cảnh mà KYC chưa thành công anh em, rồi anh em vào nút này một này nè anh em, một chat nè. Rồi anh em phản hồi nè anh em, support nó bằng mail nè hoặc bằng messenger nè anh em. Rồi mình hướng dẫn anh em hoặc có hai cách cách còn một cách thứ hai nào mà dành cho còn cách thứ hai nữa anh em sẽ bấm vào phần hỗ trợ nè anh em. Sau khi anh em nào mà KYC không thấy nó phản hồi gì đó xác nhận cho anh em á, anh em vô một phản hồi nè, rồi anh em phản hồi nha anh em chọn danh mục nè. Anh em đây. Anh em bấm vào một phiếu mới anh em, rồi anh em điện mail của anh em, điện mail mà đăng ký cái thằng Covid này nè. Anh em chọn ngôn ngữ tiếng Anh nha anh em. Rồi anh em qua bên Google dịch á, rồi dịch trong bảng gửi cho nó. Rồi ok anh em. Mình hướng dẫn anh em gì anh em vô tự làm nha. Giao dịch kèo này rất ngon anh em. Sau khi nó hiện giờ giá của nó là một đồng CMB bằng 0.1 đô, mà mình hy vọng đây còn 5 ngày nữa lên sàn giá nó như vậy anh em. Nhưng mà nó sụt xuống còn 0.5 anh em cũng kiếm được gần 100 đô. Sau khi anh em biết cái phần link mô tả của mình đăng ký, anh em được 200 đô và mình được 100 đô. Kèo này cũng ngon chứ. Vì cái sàn này nó cho mình mua bán cái đồng Bitcoin qua ETH hoặc là những cái đồng tiền ảo trên mạng không nghe tất cả anh em. Những cái đồng tiền ảo ETC mình có thể qua ETH, Litecoin này nọ luôn, thì mình cũng có một cái thông báo vậy. Sau này cái sàn này mình mấy bạn giới thiệu đi sẽ được hoa hồng từ cái những lượt mình giới thiệu các bạn. Rồi cái sàn này hy vọng là chừng nữa cho mình chay cờ lừa, cho mình chay đồ rất là ngon tất cả các anh em. Các bạn anh em qua bấm qua một chay mua và bán tiền tệ crypto ổn định, bắt đầu mua bán trên một thế sàn giao dịch thế giới. Ê, xin lỗi anh em nha. Anh em có thể mua những đồng USDT nè, USD nè, những cái đồng tiền mà nhiều loại đồng tiền em, UGO nè, đồng group luôn nè anh em, hỗ trợ nhiều lắm, nhiều loại đồng tiền để cho anh em mua lắm. Ồ, sàn này quá ngon anh em ơi. Anh em chiến đi nha, còn có 4-5 ngày nữa là sự kiện nhận 2.000 token CMB sẽ kết thúc nha anh em. Anh em giờ chơi và đăng ký có khoảng nó duyệt cho anh em khoảng ngày 2 ngày nữa là vừa luôn đó. Là vừa anh em rút tiền luôn đó nha anh em. Vậy mình video mình cũng đến đây cũng kết thúc. Xin chúc anh em sớm và tìm được một cái sàn để mình chơi và mua bán ổn định nha anh em. Clipboard. Vậy mình chào tạm biệt tất cả anh em nha.